số của em thì nhiều, bạn bè em nói dạ gái ghê lắm. Em chỉ thích ngủ em không mặc đồ thôi. Ngủ em không mặc đồ thôi. Mời bạn trai. Mời đi em trai. Rồi, mời đàn gái. Bây giờ á là hai bên có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe nha. Mời em trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân bên chào kia. Chào em. Chào bạn gái và chào toàn thể mọi người có mặt ở đây. Chào em tên là Phạm Hồng Thái. Nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm ở ngân hàng, làm phòng doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp tức là hỗ trợ doanh nghiệp này kia ha. Dạ dạ hỗ trợ. Còn em. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại công việc của em là nhân viên quản lý đơn hàng và quản lý nhà cung cấp tại công ty Decathlon Việt Nam. Thái 26 hả? Dạ. Bạn bên kia 28 hả? Dạ vâng ạ. Vậy là gái lớn 2, trai lớn 1. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Hợp lý. Đàn gái cho chúng tôi biết một ít về ưu điểm và khuyết điểm đi. Em thấy ưu điểm của em là một người vui vẻ, lạc quan. Em sống rất là tích cực. Còn về nhược điểm thì em thấy em nói hơi nhanh. Nhiều khi mọi người không có nắm được cái ý của em. Trong một số trường hợp thì em hơi nóng tính một chút xíu. Em nóng tính, nóng tính cái đô mạnh nhất của em là cỡ nào? Đập đồ hay là chỉ có dạ hét lên hay là sao? Không, em chỉ cộng với mọi người thôi. Chứ em không có đập đồ hay là em hét gì hết trơn ạ. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì em thích làm việc với những con số. Em cũng có khả năng sáng tạo. Tài lẻ là gì? Nấu ăn rồi em chơi thể thao. Có một cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nhiều. Nhưng mà em thấy là em chỉ thích ngủ em không mặc đồ thôi. Ngủ em không mặc đồ thôi. Tại sao vậy anh? Thì mình không mặc đồ, mình thoải mái, mình ngủ thôi. Mát thôi. Thực ra cái đó đâu phải là tật xấu đâu em. Đâu phải tật xấu đâu, có nhiều người vậy chứ bộ. Tại vì em thấy mấy đứa bạn em cũng nói là cái đó tật, có vẻ tật mày xấu á. Nhiều khi mày ngủ mà mày không đóng cửa, người ta vô người ta thấy sao? Ai biểu vô phòng tôi chi. Trời ơi, chừng nào mà em ngủ mà không mặc đồ mà em ngủ mà chỗ đông người thì mới tật xấu. Ừ đúng giờ, rồi. Em ngủ một mình em kệ em chứ. Đâu có phải tật xấu. Nhà của mình nữa đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, một số nhà khoa học người ta nói là ngủ không mặc đồ là tốt cho sức khỏe dữ lắm. Đúng rồi, nó thoải mái, ngủ nó ngon. Đừng có đi ngủ nhà người khác mà không mặc đồ nữa cũng kỳ. Có cái tật xấu gì khác ngoài tật đó không em? Uống thuốc, uống rượu có không? Bạn mời thì hút một hai điếu thôi. Thôi bạn mời hút một điếu cho nó vui cũng được ha. Đừng hút nhiều. Bây giờ mình nói về đường tình duyên, xin mời bên đàn gái. Thôi đàn trai trước đi, đàn trai em có dạy gái không vậy? Theo em cảm nhận của em thì em không dạy gái. Nhưng mà bạn bè em nói em dạy gái ghê lắm. Bạn em đúng đó, mà không bao giờ mình biết là mình dạy hết á. Dạy gái không sao chứ. Dạy chứ không sao, nhưng mà khi có vợ đừng dạy gái được nha. Đuổi khỏi nhà. Rồi đuổi mà rồi. Sao Linh ơi, Vân thắc mắc ghê á. Mấy ông cứ dạy gái mà không bao giờ dạy vợ hết là sao? Có chứ. Linh có dạy không? Cũng có, sao không có? Tại vì không thấy thôi. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ có một thôi. Một thôi dạ. Mấy năm? Dạ, cỡ khoảng hơn một năm. Sao lại chia tay? Em thấy là người đó không có muốn lập gia đình. Ồ, còn em thì sao? Em thì trải qua sương sương hai mối tình. Sương sương hai mối. Sương sương tại vì nó chưa thật sự là sâu đậm lắm. Ừ. Thì mối tình đầu tiên là hồi em học đại học. Mối tình sau thì cách đây đã 3 năm. Thì em và bạn đó quen nhau trong cùng công ty. Thì em quen nhau được 6 tháng. Thì lý do sao mà chia tay? Thì trong một lần em về quê xa thì em có giận dỗi với bạn đó. Và em đòi chia tay. Thì bạn đó đồng ý luôn mà không có níu kéo gì hết trơn. Khi mà em trở lại công ty thì em có hẹn gặp, tức là cũng muốn níu kéo một phần nào đó. Thì bạn nói trước là không. Và sau đó thì tầm 4 tháng thì bạn kết hôn với một người khác trong công ty. Rồi bắt đầu từ hôm nay chúng ta xem những điều đó chỉ là những ký ức, những cái kỷ niệm đẹp thôi. Dạ. Chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu nha. Dạ vâng ạ. Nào em trai, em hãy vẽ lên một bức tranh của một người yêu lý tưởng như thế nào? Giống như là em thích gái hơi lớn tuổi em chút. Về ngoại hình thì gái tóc ngắn, nhìn đằng sau lúc là hất tóc lên như nè, cảm thấy là cực kỳ đẹp luôn. Ý là mình tóc ngắn sao hất được? Cái tóc
tóc là tém nè. À, tóc tém ừ. À, nó không quá ngắn, nó cũng sực vai nè. Anh tưởng nó hất rồi phải tóc dài dạ. Chứ em có nghĩ là bạn này có đầy đủ những cái mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn như vậy lắm á, tại vì em cũng không muốn là mình cứ đi bộ hoài mà mình kiếm không ra người. Cái duyên phận rồi, có khi nằm ngủ nhà nó cũng tới nè em, không cần đi bộ đâu. Giờ coi bên đàn gái tôi muốn gì nè. À, về ngoại hình thì cao trên 1m60. Có luôn. Với 70kg ạ. Là một người khỏe mạnh, thích tập thể dục. Nếu như được thì bạn nó có thể viết một chút xíu tiếng Anh. Tại vì tụi em sẽ có rất nhiều hoạt động với nhau thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Hỏi đi em trai, hỏi đi thử tiếng Anh nào. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your favorite song? What song? Memories. Memories? Yeah. Anything else? Sugar. Ooh, I love that. Thank you. Trời ơi. Okay. Trời ơi. Okay, okay, okay. Very good, very well, very well, well. Chào em. Chào chị. Những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra thì em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Giống như là bản chất em nó vậy luôn. Bản chất của em vậy là 100% đó em ơi. Nói nghe nè em, cái điều gì mà em thích ở người phụ nữ? Em thích người ta hay nói. Cái lâu lâu người ta hỏi mình, lâu người ta hỏi mình, lâu người ta hỏi mình. Quan tâm à, kiểu vậy đó. Người biết quan tâm ừ. Chứ còn người ta hay nói và người ta nói hay là hai cái cũng khác nhau nữa. Nhiều người hay nói nhưng mà nói dở ẹt. Khác xa nhau. Em coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Sao coi đi. Chào anh. Úi giời, chào em gái. Dạ. Nice to meet you. Thằng tóc đẹp. Tóc nói đẹp. Là đó. Rất là xinh. Em một cái giọng rất là lạ và ấn tượng. Em ghét điều gì nhất ở người đàn ông? Người đó hút thuốc, tức là không có biết cách chăm sóc bản thân, không tập thể thao. Người đó không có chí tiến thủ, tiêu cực. Bên đây tích cực, bên đây phòng doanh nghiệp mà. Nhưng có một cái là hơi hút thuốc một vài điếu thôi, đúng không em? Dạ đúng. À, cái này bỏ có thể được không sao có tập cả? Tập thể thao không? Dạ. Có tập thể thao mà. Em tướng em bự gì? Có tập đúng không? Có đúng không? Để coi chắc chắn không đâu, đưa cái cơ bắp luôn. Chắc. Nói chung là hai bên thấy cũng ổn đó. Vậy đúng mời không? Kiếm người thân đi. Ừ. À, hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với dì của em, với hai bạn cùng phòng của em và 500 anh em làm cùng với em. 500 anh em làm cùng. Chết mất. Dì cũng như là mẹ rồi ha. Dạ. Mời kiến dì đi. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào nhà trai. Thấy hai bạn có thể là hợp lý đấy. Thảo rất là thích những cái người mà mạnh mẽ như vậy và thích những cái người mà có cái tinh thần tiến thủ. Cảm ơn em gái. Anh đi với ai? Anh đi với mẹ, với cô, với anh trai. Rồi cả nhà luôn. À, chào nhà bên đàn trai. Rồi chào cô. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ, con chào cô. Cô rất là thấy thích và mến con rồi đó. Dạ, con cảm ơn. Thấy hai cháu cũng hợp. Có phải làm dâu không cô? Nói chung thì gia đình ở Bình Dương, nhưng mà tạo điều kiện để con thích ở chỗ nào thì mẹ sẽ lo cho con ở chỗ đó. Hay quá. Mẹ cưng con quá vậy. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Chào bạn. Chào bạn. Mình có món quà nhỏ, một cuốn sách. Là mình hy vọng là bạn có thời gian rảnh thì bạn đọc nó. Ok, cảm ơn, mình rất là thích sách. Cảm ơn bạn. Mình cũng có một món quà tặng cho bạn nữa. Em thì đầu tiên là một bộ đồ thể thao, thì hy vọng anh sẽ giữ cái thói quen để mình tập luyện thể thao hàng ngày. Rồi. Và thứ hai nữa là một cuốn sách em vừa đọc xong, thì em mong rằng anh sẽ thích cuốn sách này. Rồi, cảm ơn em. Được. Cái đồ thể thao em lấy ra coi coi, nhiều khi cái thần giao cách cảm có cái sai có đúng không? Em sẽ thử. Nhiều khi trong mơ hôm qua thử đúng sai luôn á, là coi như thần giao cách cảm đó. Đừng có lộn sai tôi nha. Không, em nghĩ nếu như không vừa thì mình vẫn có thể đổi lại được. À, anh cứ đưa cho em để em đổi lại cho anh. À. Không sao, nó đâu có mặc đồ đâu. Rồi. Rồi ngồi đi, ngồi nói chuyện nhau đi nào. Chúng ta có những cái phút ban đầu ấn tượng đó. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Khi mà mình hẹn hò với nhau, vậy thì mình sẽ dành cho nhau thời gian như thế nào? Để tiện cho em thôi, chứ anh thì anh cố gắng, anh sẽ làm cái thời gian của anh nó tiện hơn để đến với em.
Và em nghĩ thì mình có thể sắp xếp được gặp nhau vào cuối tuần. Em muốn là tụi mình vẫn giữ liên hệ với nhau trong tuần. Tự tưởng tượng là trong một tuần các bạn hẹn nhau á, thì gặp nhau mấy lần? Hay là một tháng gặp nhau mấy lần? Em nghĩ một tuần mình có thể gặp nhau 1 đến 2 lần. Anh nghĩ hợp lý á. Gặp nhiều ít không quan trọng đâu. Dạ. Quan trọng có để tâm với nhau hay không. Anh đang tính là năm 30 tuổi anh sẽ kết hôn. Nhưng mà nếu mà gặp em á thì anh sẽ tính nó nhanh hơn một chút. Câu này được nhất nè. Còn theo em thì em nghĩ em sẽ dành thời gian để hai đứa tìm hiểu nhau từ 1 năm đến 1 năm rưỡi. Và muốn đi đến hôn nhân thì mình sẽ quyết định đến hôn nhân. Bây giờ chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các bạn nắm tay nhau để tạo nên cảm xúc, để xem con tim mình có rung động hay không, cảm xúc thế nào. Nào bước tới, nắm tay bạn gái và hát tặng bạn ấy. Hát bằng cả tấm lòng của mình, bằng cả trái tim của mình. Đấy, nhìn nhau, thử xem cảm xúc nắm tay như thế nào. Bắt đầu. Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em, anh nhớ em. Đáp trả lại đi em, đừng để bị thua thiệt nha. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hands and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chắc có lẽ chúng ta cũng đã cảm nhận được đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Một cảm xúc đầu tiên nó rất là quan trọng. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là trao duyên cho nhau. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Bấm nút bằng cả trái tim. 3 2 3 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Cái duyên nó quan trọng, đã gặp nhau rồi, hãy tạo cái phần cho nhau để chúng ta đi suốt cả chặng đường còn lại. Chúc hai em thật nhiều hạnh phúc. Và đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Tối nay về mặc đồ ngủ thử coi cảm giác nó như thế nào nha. Em cố gắng. Cố gắng nha. Dạ. Thử một lần đi. Dạ, em cảm ơn chị Vân. Và đọc cuốn sách này. Dạ, cảm ơn. Thủ tục của chương trình là phải hôn. Đúng hôn đầu tiên. Chị ơi, cho con được hôn em được không? Bây giờ chấp nhận. Rồi thì anh... Rất là đẹp. Nào, hãy đưa bạn gái ấy đi bất kỳ một chân trời góc biển nào để tìm hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Chúc các bạn hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ có bấm nút hẹn hò như cặp đôi đầu tiên không, quý vị nhé. Xin mời. Thích công việc nhà đó, cái công việc gì em làm được, rồi chị em làm được cái gì thì mình gần như làm được hết. Hơi nhút nhát với con gái chút xíu. Có mấy mối tình rồi? Dạ em có ba rồi. Yêu được mấy năm? Dạ em yêu năm rưỡi. Có người Nhật bảo lãnh em qua nhưng mà em không có qua. Kế tiếp yêu người gì nữa? Dạ người Việt. Bạn chưa từng kết hôn luôn hả? Dạ. Coi như còn origin đó. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Ơi. Chào Xuân Linh. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, xin chào bạn gái bên kia và chào quý vị khán giả. Em là Trần Văn Ngân, năm nay 44 tuổi, quê quán ở Nghệ An nhưng mà hiện sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. 44 tuổi, Trần Văn Ngân. Dạ dạ. Anh quê Nghệ An nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì làm công việc gì? Dạ hồi xưa thì em quản lý các khách sạn này. Sau đó làm quản lý cho công ty kết sắt Aiko Nhật Bản, bên kết sắt á. Làm kết sắt? Dạ. Rồi bây giờ tới làm gì nữa? Dạ vẫn kết sắt nhưng mà bán trên online với lại là kinh doanh bất động sản. À, tức là vẫn là làm kết sắt. Đúng là sắt, kết sắt đi cho nó hoành tráng chứ. À, cái này khác khác nhau. Cái này là cái cắt táp, còn kết sắt là chống trộm chống cháy. Mình xách kết sắt đi cho nó chống hết luôn. Còn em giới thiệu mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Thu Sang, hiện tại là chuyên viên tư vấn tài chính cấp cao của Manulife và Ngân hàng Tiên Phong. Hiện tại thì em đang làm việc tại Bình Dương. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 33 tuổi ạ. 33. Anh trai bên đây 44 ha. Dạ dạ. Vậy là bên đó cũng hơn bên đàn nữ nhiều ha. Dạ. Cũng ít thôi, tình yêu mà không có trên là tuổi tác được. Bây giờ nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi anh trai. Điểm yếu của em thì hơi nhút nhát với con gái chút xíu. Nhút nhát với con gái? Dạ dạ, với cũng hơi nóng tính một chút. Còn điểm mạnh của em thì tự lập và nói chung là thích công việc nhà, nói chung công việc gì em làm được. Rồi chị em làm được cái gì thì mình gần như làm được hết. Em, điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là giao tiếp tốt, tự tin, độc lập về tài chính. Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em là em hay mũi lòng. Khi mà nghe một cái câu chuyện nào đó nó hơi xúc động một xíu là em dễ rơi nước mắt. Ồ, vậy đó. Dạ. Hả? Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là em hay quên đó chị. À vậy hả? Dạ. Em có nhớ bạn trai tên gì không? Bạn tên Ngân. Bạn trai bao nhiêu tuổi em nhớ không? Bạn trai 44 tuổi. Trời ơi. Vậy đó hả? Em có nghĩ là mình sẽ quen một người lớn tuổi như vậy, em có ngại ngùng gì không? Em cũng không có ngại là bạn trai lớn tuổi. Vì em nghĩ phụ nữ quen người lớn tuổi thì người ta sẽ chững chạc hơn. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ em có ba rồi. Trời ơi nhát gái mà ba mối. Mối đầu tiên yêu được mấy năm? Dạ em yêu năm rưỡi. Có người Nhật bảo lãnh em qua nhưng mà em không có qua. Bởi vì nó em đi hướng nội. Cái bản thân của em mà hơn là em vẫn thích ở Sài Gòn, kiểu thích mình tự lập á. Rồi kế tiếp yêu người gì nữa? Dạ người Việt. Người Việt. Dạ hai người Việt thì có tìm hiểu nhưng mà trong một thời gian có người hơn một năm, người năm nhưng mà tìm hiểu vậy thôi. Trong một thời gian quá dài mình lãng phí quá thời gian. Đến 44 tuổi mà bạn chưa từng kết hôn luôn hả? Từ 22 tháng 5 bạn Nguyễn Hòa thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai trên kênh HTV7 và YouTube FCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Trong tình yêu đúng không? À, cũng hơi em hơi cầu toàn một chút cầu xíu. Toàn nhưng mà hơi bị kém với chỗ đó, nói chung là không có lựa chọn. Ví dụ thấy đẹp thấy yêu là thích, là nói chung cũng như cái duyên số anh họ. Duyên số đúng rồi. Mà em nói là em thích cầu toàn có nghĩa là em thích đẹp phải không? Có nghĩa em người bạn gái của em phải đẹp hả? Dạ cũng dễ thương với nói chung là nhiều yếu tố nhưng mà trước đây thôi chị, bây giờ ế rồi cho nên không dám cầu toàn. Rồi còn bạn? Dạ em thì trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì em quen cái người đó nhỏ tuổi hơn, thì cái cách sống của hai đứa cũng khác nhau cho nên là tụi em chia tay. Rồi cái mối tình thứ hai là tụi em quen nhau được 3 năm, anh ấy không có chí cầu tiến. Những cái lời nói mà anh ấy nói với em á thì anh ấy đều không thực hiện được, và em thì không có thích người đàn ông mà chỉ nói bằng miệng mà không có hành động. Thế cái điều mà em không thích ở cái người bạn trai của mình là gì? Kỹ tính quá. Với lại em không thích người đàn ông hút thuốc, với lại gia trưởng. Có hút thuốc không? Dạ không anh. Có gia trưởng dạ không? Có kỹ tính không Linh? Dạ em chỉ sạch sẽ thôi, không có kỹ tính chị ơi. Nói chung là em cũng dễ lắm. Dạ. Nói chung không đến mức kỳ tính lắm đâu. Mình thấy người này cũng rất là thoáng. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Hình mẫu lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Dạ tại vì ba của em thì rất là thần tượng anh Quyền Linh. Cảm ơn em, cảm ơn ba em.
Yeah. Anh bên đây thì trẻ hơn anh rất là nhiều, tối hơn anh rất là nhiều, giỏi hơn nữa. Vấn đề chỗ còn lại là... Dạ em chào chị. Có lẽ chào anh hơi kỹ tính trong tình yêu, hơi nhút nhát nên cũng chưa có bày tỏ những cái gì sâu sắc nhất thôi. Được không, đàn trai được không? Đàn trai ngon lành ạ. Có sao smile này kia đúng không? Nó nghe là được cái gì chấm vậy? Dạ giấy tờ với quần áo với lại đồ vật. Thường ta xách sổ đỏ, sổ hồng. Dạ có luôn anh. Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Con mở tôi coi ý coi. Trời có số nữa. Dạ. Trần Văn Ngân. Trời ơi. Tức là đất ở đâu vậy Linh? Đây là sổ đỏ. Dạ còn... bên Vin City á chị, chỗ khu tái định cư công nghệ cao á. Quận mấy em? Quận mấy? Dạ quận 9 á. À. Còn nhà em quận 7. Nhà em là ở quận 7, ừ, còn đất của em là ở quận 9. Dạ. Em ơi nhà nhiều quá em ơi. Dạ, chị không biết nói sao luôn. Em có muốn bạn trai của mình là có nhà, có đất mà kinh tế vững vàng ổn định không? Dạ, theo em nghĩ để mà có một cái gia đình hoàn hảo thì em nghĩ tài chính rất là quan trọng. Ừ, quan trọng. Đúng vậy. Dạ. Bây giờ chỉ còn vấn đề của hai bạn thôi. Dạ. Tại vì tôi cũng rất là yên tâm khi mà giao nhà gái qua cho bạn này. Tại vì cơ sở bạn quá là vững vàng rồi. Nhưng mà hôm nay là em đi là đi với ai? Dạ em đi với có cô hội trưởng hội thể thao cầu lông của em. Cô hội trưởng là cô Phụng, cô Sâm và anh Vinh và chị với em đằng sau. Em là ở trong nhà em. Xin chào hai MC duyên dáng mà được rất nhiều khán giả yêu thích. Dạ, dạ. Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông Phú Mỹ Hưng quận 7. Dạ. Thì cháu Ngân là có tham gia với chúng tôi, chơi với chúng tôi 12 năm nay rồi. Trời ơi. Cho nên là ít nhiều cũng là có cái hiểu một phần. Yeah. Qua tiếp xúc buổi sáng hàng ngày thêm chơi thì là cháu Ngân là một thanh niên khỏe mạnh. Yeah. Vui tính, vui vẻ và là rất là yêu thể thao. Yeah. Còn trong công việc thì tôi nghĩ là một thanh niên là rất tự lập, cũng mua được nhà cửa, cũng có xe cộ đi lại, cũng phương tiện lao động. Thì đã cũng biết nhà. Thế và thấy là cô biết là... nhà hả cô? Có. Nhà đẹp không cô? Nhà cũng được, nhà cao cửa rộng. Còn cô thấy bạn gái này sao ạ? Dạ, bạn gái dạ, cô. Về độ tuổi như thế là tôi thấy cũng là tương xứng chứ không phải là quá trẻ. Tôi thấy bên ngoài hình thức là cũng đẹp đôi. Thế về các cháu mà thấy mà cảm thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội bấm nút đi. Dạ. Rồi có thời gian tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ. Dạ. Rồi. Em đi với ai vậy? Dạ, em hôm nay em đi với mẹ và hai chị gái ạ. À, có mẹ nữa hả? Chào gia đình đàn gái. Xin chào anh Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Mình là chị của Sang ạ. Cho mình hỏi bên nhà trai nha. Anh hỏi anh Ngân là còn ba mẹ không ạ? Dạ, mẹ em cháu Viên mà mẹ em mất lâu rồi chị. Mất năm 2009 ạ. Dạ. Dạ, còn ba thì cũng bộ đội nghỉ hưu, ba ở nhà, ba ở quê. Anh chị cũng ở quê hết, chỉ có mình em vào trong này. Thấy anh bên đây thì cũng gọn gàng nè. Gọn. Lớn tuổi thì cũng chững chạc đó. Thì thấy cũng được, nhưng mà tùy em thôi. Người lớn cô đi. Dạ. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào Mù Linh. Trước mắt đây thì thấy cũng lớn tuổi, cũng chững chạc. Thì giờ do này con, hai đứa nếu mà kết duyên được thì cũng cầu chúc cho hai con. Còn không được thì duyên nợ đó chưa đến thì cũng tùy theo. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào nha. Mở rào đi. Bắt đầu. Bắt đầu đi. Chào anh. Anh có bó hoa tặng em. Dạ, em cũng có bó hoa tặng. Với lại đây hộp sô cô la. Dạ. Tượng trưng trái tim nhiều của anh tặng. Dạ. Em. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn em hộp quà. Thôi mở quà đi nào. Anh chỉ cần mở. Dạ. Cái lý do mà em tặng cho anh cái quyển sách này, bởi vì cái quyển sách này có một cái đặc biệt nữa, anh mở ra xem ạ. Bình thường á, nó khép lại thì nó chỉ có một nửa trái tim thôi, nhưng mà khi mình mở ra thì ở bên đây nó sẽ là cả một trái tim. Đúng rồi. Và ở trong cái quyển sách này á, nó có hai phần, một phần dành cho anh và một phần dành cho em. Thì em hy vọng rằng là sau này hai đứa mình sẽ viết lên những cái gì tốt đẹp nhất vào trong cái quyển sách này. Hay quá. Cảm ơn em nhiều, anh sẽ làm. Em cảm nhận với anh thế nào? Em cảm nhận anh là một người chững chạc nhưng hơi kỹ tính. Cái tính cách của em thì em thích một cái cuộc sống tự do. Sau khi lập gia đình thì em có cái mong muốn là em vẫn đi làm bình thường để phụ giúp được cái tài chính và để sau này mình có được một cái cuộc sống ổn định nó tốt hơn. Thì em nghĩ là cả vợ và chồng đều có công ăn việc làm ổn định. Như vậy thì mình cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn. Bởi vì em nghĩ tài chính rất là quan trọng. Về tài chính thì anh nghĩ là em nếu như mà anh em mình đến được với nhau thì em cũng không quá băn khoăn về điều đấy. Anh nghĩ là thế. Bây giờ mình bàn tới chuyện là mình cũng lớn tuổi rồi đó. Dạ, dạ đúng rồi. Bây giờ mong muốn là nếu mà lấy nhau thì khoảng bao lâu mình sẽ tới
Hỏi đi, hỏi. Nếu hỏi như em cho anh hỏi một chút xíu, ví dụ như mình đến được với nhau á, thì trong thời gian mà mình kết hôn sớm nhất có thể thì theo em thì được bao nhiêu tháng? Theo em nghĩ là để tìm hiểu được một người á, xem là cái người đó có hợp với mình hay không, có vì mình mà thay đổi hay không, thì em nghĩ là cái thời gian cần ít nhất cũng phải một năm. Một năm à? Dạ. Anh nghĩ cũng hơi dài. Bởi vì với em thì anh nghĩ cũng không dài lắm, nhưng với anh có thể là hơi dài. Do mình thôi. Dạ. Mình đối xử thế nào, mình chăm sóc thế nào, mình nuôi dưỡng thế nào mà cổ rút lại. Dạ. Thậm chí mình làm thế nào cổ rút lại còn có một tháng. Ừ, đúng rồi. Hơi quá. Nếu mà được sớm càng tốt. Nhưng mà nếu em quyết định một năm thì cũng tùy em. Nói chung là anh càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Do mình hết á. Bây giờ mình nói về quan điểm con cái, trai gái gì đi. Con thì thực sự thì sao cũng được. Con trai con gái nghĩa là em và con khỏe mạnh là được. Anh con gì cũng được. Con gì anh cũng quý như nhau. Thì em nghĩ là con cái dù nam hay nữ đó là trời cho. Đúng rồi. Trời cho con nào thì mình nuôi con đó. Bây giờ trong gia đình á, mà như vậy thì tiền bạc thì sẽ là vợ chồng cùng giữ hay là như thế nào? Theo anh nghĩ thì chắc có lẽ phụ nữ thông thường là tính toán chi ly hơn. Ừ. Nếu mà có em thì anh nghĩ anh sẽ bàn giao cho em hết. Còn anh đơn giản lắm, vì anh không có nhậu nhẹt này, không có thuốc lá, nói chung không có gì hết, chỉ có công việc với lại gia đình. Nói chung là anh ấy cũng muốn lập gia đình sớm. Yeah. Cũng có con, cũng mong muốn điều đó. Tất cả mọi điều nói bây giờ anh nói đó, thật sự là Linh thấy rất là thật lòng luôn đó. Yeah. Bên kia cô gái rất là dễ thương, rất là tình cảm luôn. Bây giờ mình hát tặng cô ấy một bài nào đi. Anh xin hát tặng em với anh chị MC với cùng khán giả một bài Tết cho em. Tết nay anh không thèm keo mất, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh cũng chẳng đi chơi, xin ê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mộng đời, tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Hay quá. Trời ơi, bên đàn gái mình đáp lại liền đi em. Em hỏi anh rằng mai này chúng mình nếu đường thành đôi, anh ước mơ gì? Thật lòng hãy nói đi anh. Anh đừng e ấm nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi, anh chớ giấu hay ngại ngùng thẹn thùng. Dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau, em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng không. Hay quá. Trời ơi, bạn nữ hát hay quá. Bây giờ mình về chỗ đi. Nói chung là bây giờ mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Chuẩn bị để tay vào nút bấm. Mình cho nhau cơ hội nha. Bấm là trao duyên cho nhau. Bấm là chắc chắn chúng ta tạo cơ hội để tìm hiểu, để yêu nhau nhiều hơn. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Nào, bước lên đây. Em có thể nói lên cảm nhận của mình. Cảm nhận của em là trái tim của em chưa có rung động. Rất tiếc điều đó. Chúng ta tôn trọng cái sự rung động của trái tim thôi. Một con người của anh cũng rất là dễ thương, chân tình. Một em gái cũng thật sự là mình sống bằng cái sự chân thật của tim mình. Nếu em bấm thì cũng không ai biết điều gì cả, bởi chúng ta không dối mình được. Hy vọng rằng trên sóng truyền hình đó, có hàng triệu người cũng sẽ bấm nút cho Ngân. Và cũng có hàng triệu người sẽ bấm nút cho cô gái xinh đẹp của chúng tôi. Không sao cả, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Cảm ơn. Thực ra chị thấy như vậy nè. Cho dù các bạn không bấm, nhưng mà các bạn có thể là sẽ trao đổi trong công việc, trong cuộc sống. Điều đó rất là tốt. Yeah. Đây là phần quà của mình, hãy giữ lấy. Dạ, cảm ơn. Rất tiếc, chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Chúc cho hai bạn ấy sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình.